viên tôi đang chụp ảnh đây. Điên rồ. Mấy cái thằng này nó chụp ảnh để kiếm tiền mà. Không phải, cả mấy cái làm trò, vâng. Cái làm trò vô duyên. Cả thế ai nói gì cả, tự mình cứ đi làm cái việc vớ va vớ vẩn. Đấy, lại bắt đầu lại sán vào. Chụp ảnh nó đăng lên nó gửi cho cho bọn hải ngoại để kiếm tiền. Thế đã thấy được ai xâm lược ai đâu. Đấy, mình đang tự do yên vui hạnh phúc này bác. Còn cứ gây chuyện này mẹ. Thật là cơm lo ấm cật. Nó đưa hình ảnh ấy lên quốc tế để lôi bác ấy. Bác ạ. Vô duyên. Cả thanh niên cũng thế. Thằng kia là thằng Huỳnh Ngọc Tranh, chồng con Thúy Hạnh. Mày đi hẳn đi ra ngoài đảo ấy. Vâng đúng rồi bác. Bạn này gọi là dân chủ quậy như thế mà. Dân chủ trả vờ bác. Vẫn dân chủ quậy. À, lúc nào chỉ mấy gương mặt này bác ạ. Nước ngoài cũng thế thôi, anh làm anh sai luật đó cũng phạt anh. Nó không xử lý anh, đúng không? Cái thằng ngoài cùng cao nhất là thằng Trịnh Bá Phương, thằng lùn nhất là thằng Trương Văn Dũng, Tư Dũng xe ôm. Con này toàn là phản động. Con đứng giữa là Thúy Hạnh, chụp ảnh là Huỳnh Ngọc Tranh, chồng Thúy Hạnh. Cứ tưởng thế là hay, ai ủng hộ đâu. Đúng rồi. Giờ cứ gặp mấy thằng người đánh cho bỏ mày. Nó này lại vu, ai đụng vào nó lại vu. Ai động vào, đúng rồi, vu cộng sản bạn. Cộng sản đấy, tiến sĩ chứ nó thế. Cộng sản thêm gì động vào nó. Thì đều vu. Đấy, nên đi từ mỗi chỗ. Đâu? Ông bảo anh cũng mang vào, tôi quay mấy đứa kia kìa. Đúng rồi. Không cho chụp ảnh nữa. Nhà như nhô. Em Xu đâu? Hôm nay là sáng 19 tháng 1 năm 2019. Theo như thường lệ thì những ngày này, các năm trước đây, bọn dân chủ, đặc biệt là nhóm NU Hà Nội, chúng hay ra bờ hồ để lấy cớ vinh danh 74 lính Việt Nam Cộng Hòa chết ở Hoàng Sa. Mục đích của chúng là gây rối và làm truyền thông ầm ĩ lên để gửi cho các đài báo phản động ở nước ngoài như BBC, RFA, RFI, VOA. Để mục đích để chúng là gì? Xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng. Nào là hèn giặc các người dân, nào là mình không dám nhắc tới cuộc chiến tranh biên giới trong Trung Quốc nọ kia. Và thường ở trong các cái video đó thì các cái tên gương mặt dân chủ rất quen thuộc như Nguyễn Thúy Hạnh, tức là Hạnh Liberty, Trương Văn Dũng, Tức Dũng Xe Ôm, GB Nguyễn Hữu Vinh, Mã Việt Dũng, Thảo Petusa, v.v. thường có mặt trong các cái đám kích động biểu tình thế giới đó. Sáng hôm nay, 19 tháng 1 năm 2019, Bảo Trâm cũng như thường lệ cũng đã ra khu vực tượng đài và bờ hồ để quan sát, để nắm tình hình. Nếu mà bọn dân chủ này thì xuất hiện thì Bảo Trâm nghĩ chắc chắn sẽ có một lực lượng anh em Cờ Đỏ tự phát ứng trực và sẽ có phản ứng kịp thời với chúng. Nếu chúng trưng cờ vàng như Vũ Hằng năm trước, cái Vũ Hằng năm trước thì có đưa một cái khăn len nhưng mà có thêu cờ ba sọc. Nếu mà trường hợp đó mà lặp lại những hình ảnh cờ vàng ở khu vực này, chắc chắn là anh em Cờ Đỏ người ta sẽ chấn áp chứ không cần phải đấu lý gì với chúng cả. Và Bảo Trâm sẽ đi một vòng quanh khu vực hồ để quan sát những gì biến động hoặc hiện tượng bất thường trong buổi sáng hôm nay. Cái đường là Dũng xe ôm. Dũng xe ôm đang bị một bạn Cờ Đỏ Hà Nội ở khóa vai và khống chế. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Hôm nay, lúc này là 11:30 ngày 19 tháng 1 năm 2019. Bảo Trâm có mặt tại tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực bờ hồ trước tượng đài. Sáng nay như thường lệ hàng năm thì bọn dân chủ NU Hà Nội thường xuyên có mặt tại khu vực tượng đài và căng những băng rôn khẩu hiệu, thậm chí có những năm chúng căng cả cờ vàng ba sọc.
hôm nay cũng như thường lệ thì Bảo Trâm ra khu vực tượng đài để nắm tình hình, để phản ánh kịp thời hình ảnh tới bà con hình ảnh và chúng xuyên tạc gây rối kích động tại bờ hồ. Thì Bảo Trâm cũng gặp những gương mặt quần chúng thường xuyên có mặt ở bờ hồ để trấn áp phản động. Và sáng nay thì có một cái việc là tên Dũng xe ôm tức Trương Văn Dũng, nhóm NU bị quần chúng yêu nước trấn áp tại bờ hồ và trục xuất khỏi khu vực tượng đài. Sau đây là cuộc trao đổi của Bảo Trâm với những khán giả và những quần chúng mà họ đã chứng kiến cái sự việc này sáng nay. Được biết là các anh sáng nay có mặt ở khu vực tượng đài, vậy anh có chứng kiến cái việc tên phản động Trương Văn Dũng tức Dũng xe ôm bị người dân trừng trị không ạ? Dạ, có. Anh có thể kể chi tiết, anh có thể kể chi tiết cho bà con được được biết không ạ? À vâng, hôm nay thì ra tầm khoảng 9 giờ thì thấy Dũng và Hạnh Liberty và Vũ Văn Phương và ông có một ông nữa là Sơn bên làm bên báo dân luận thì đứng đấy lăng biểu ngữ và chụp ảnh. Thì lúc đấy đang tượng đài đang sửa lại mới nhưng mà không hiểu sao mà bên xây dựng người ta bảo là đuổi bảo đi để người ta còn tu sửa nhưng mà ông ấy không nghe. Thế là cứ đứng đấy để chống đối và có biểu hiện chống đối. Còn anh ạ, vâng, anh có thể kể chi tiết hơn cho bà con được xem việc Trương Văn Dũng bị quần chúng trấn áp ạ? À vâng, hôm nay thì ngày 19 tháng 1 năm 2019 thì anh em có bảo nhau là ra bờ hồ để trấn áp cái bọn nếu như có biểu tình. Thế thì tôi thì anh em thì ra rất là sớm, mọi người anh em ra rất là sớm, còn tôi thì khoảng 9 giờ thì tôi mới ra, thì tôi có phải đi việc bận thì 9 giờ tôi mới ra. Thế thì đầu tiên ấy, thì anh em phát hiện là có Trương Văn Dũng là gọi là biệt hiệu là Dũng xe ôm và một cô Phương ra ngoài đó. Thế anh em có bảo nhau là bây giờ bọn nó đã xuất hiện ở đây rồi, thế thì anh em có ra ngoài gần đấy thì thấy là tượng đài thì đang sửa chữa dàn giáo là ở đấy tùm lum rồi đấy. Thế nhưng bọn chúng cố tình ra biểu ngữ để chụp ảnh, trong đó có một tên là áo dân luận ra để chụp ảnh. Thì một số công nhân ở đấy người ta đang sửa chữa tượng đài thì người ta nói là ra chỗ khác để cho người ta còn sửa chữa. Thế nhưng một số thành phần này là định chống đối là không ra, đuổi mãi thì không ra. Sau rồi anh em chúng tôi mới họ mới đi thì anh em tôi đi theo sau để xem bọn chúng làm gì. Thế thì ở trong bờ hồ này thì mọi người biết rồi, thì dân ở chung quanh bờ hồ này thì họ không lạ mặt gì cái bọn này cả. Thế chúng tôi thì cũng mới đang đi theo sau thì thấy một số quần chúng nhân dân người ta vào người ta đánh Dũng xe ôm và trục xuất ra khỏi khu vực tượng đài. Đấy, đuổi ra ngoài sang ngoài tượng đài, không cho ở gần đấy nữa. Thế thì phải nói là cái nhân dân ở thủ đô này chúng tôi đây, những người này là chúng tôi không hề biết mặt. Chỉ người dân ở đây họ ra ngoài chơi thôi, nhưng mà họ cũng nhận ra được mặt bọn xe ôm mấy cái tên dân trục cụi này. Và họ trục xuất họ ra thôi. Và chúng tôi chỉ người chứng kiến đứng xa nhìn rõ là dân người ta trục xuất ra. Chứ chúng tôi không biết những người dân này là những người là ai. Tôi không nhận ra những người dân này là ai. Đấy, thế còn Mộc Lê xin có ý kiến gì? Dạ vâng, như theo cháu có ý kiến thì mấy người ấy ra đấy thì thực tế là gây rối mà người ta đang xây dựng như thế mà cứ ra đứng ở đấy cản trở không cho làm việc thì như thế là không được. À, tôi cũng phản đối những cái thành phần dân chủ quậy này lợi dụng cái ngày 9 tháng 1 này như thường lệ hàng năm là cứ ra đây là băng rôn khẩu hiệu gây rối trật tự nơi nhà vua, mà trong khi đó tượng đài nhà vua người ta đang tu sửa nhưng mà số đối tượng này là vẫn cứ cố tình để làm cản trở. Nhất nhà là cái nhà báo ngôn luận này. Đấy, là cái báo theo tôi được biết là cái báo này là báo phản động. Vâng, thưa anh, đó là báo Dân Luận và phóng viên Cao Sơn của báo Dân Luận. Và những hình ảnh, có lẽ tôi nghĩ những hình ảnh mà chúng chụp thì chắc chắn là sẽ lên các cái đài báo phản động nước ngoài như RFA, BBC, VOA và Dân Luận. Thế là báo là
phản động. Chúng tôi thấy là bên an ninh người ta đùa ra thì ra mọi đối tượng nó đi ra khỏi tượng đài thì đi ra đấy khoảng đâu vài trăm mét ấy, thì thấy người dân người ta đổ xô ra là đánh thằng Dũng xe ôm ấy. Mà tôi cũng không biết là những người dân ở đấy hay là người đi đường thì cũng rõ đó. Mà tôi thấy là chúng nó cứ lợi dụng cái chuyện này mà nó cứ dưng cái biểu ngữ là kỷ niệm 74 tử sĩ Gạc Ma mà cái của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết cách đây 44 năm rồi mà nó cứ khêu gợi cái lỗi đau của hận thù của dân tộc lên. À, tôi cực kỳ liệt phản đối những cái thành phần này. Vâng, thưa các anh, lẽ ra thì Bảo Trâm cũng không muốn đưa cái phóng sự ấy lên, nhưng mà trên trang của Trương Văn Dũng thì nó đã viết là an ninh đánh nó, truy sát nó. Và các anh là người làm chứng thì anh có thể kể lại cách chân thực nhất những hình ảnh mà Trương Văn Dũng bị người dân của chúng yêu nước người ta trục xuất khỏi khu vực tượng đài không ạ? Theo tôi thì dân ở xung quanh đất Hà Nội này họ ra bộ hồ chơi thì thứ bảy và chủ nhật họ ra chơi rất là đông và họ cũng không lạ mặt gì cái bọn dân chủ cụt này và cái bọn gọi là kêu là tự đòi tự do dân chủ gì đó và một số nhà báo Ngôn Luận để có muốn quay dân lên luận. Báo Dân Luận, báo dân luận đó thì là thường thường đưa lên những thông tin phản động. Vì vậy cho nên chúng tôi nhìn thấy nhà báo đó mà đã quay như này là chúng tôi biết, nhìn thấy mặt là chúng tôi biết rồi. Thế và một số dân ở Hà Nội họ cũng không lạ gì, vì vậy họ rất căm tức cái bọn này, năm nào cũng ra đây quấy phá. Cho nên họ là những người dân xung quanh đây là họ tự nhìn thấy là họ đã cảm thấy căm phẫn rồi vì cái bọn là bọn dân chủ cụ này rồi. Vì vậy cho nên họ đánh chúng tôi chưa, chỉ đứng đằng xa chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi cũng chưa kịp mà đến sát nơi thì đã dân họ đã đánh rồi. Và họ trục xuất ra khỏi khu vực tượng đài và khu vực hồ này rồi. Thưa anh, các anh, những người quần chúng đó trừng trị những tên Dũng xe ôm này bằng cái phương tiện gì ạ? Tôi nghĩ là dân người ta đã biết rồi, biết nhẫn mặt những cái thành phần đối tượng này rồi. Vâng, xin lỗi anh, tôi muốn hỏi là anh có thể tả lại người dân này trừng trị Dũng xe ôm bằng cái cách gì ạ? Người ta chỉ xuống vào người ta đấm đá thôi, chứ không có dùng vũ khí, chỉ đấm đá rồi cảnh cáo thôi, rất là nhiều lần rồi. Thế nên là tôi cũng kiến nghị là những cơ quan chức năng ấy là có một biện pháp mạnh hơn để cho những thành phần này đừng để làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân thủ đô nói chung. Các anh cũng là quần chúng nhân dân yêu nước thôi, thế các anh mục đích chính của hôm nay các anh ra đây nhằm việc gì ạ? Như thường lệ hàng năm đấy là ngày 19 tháng 1 đấy là chúng nó thường thường là ra đây để dâng cái khẩu hiệu. Thế là hôm nay tôi có đến sớm hơn một chút. Là y rằng là tôi ra tôi thấy đúng khoảng 10 phút thì tôi thấy xuất hiện một tốp đến trước, sau đó là đến tốp thứ hai. Thế là sau khi là gây rối là người ta đuổi ra khỏi cái khu vực tượng đài, vì khu vực tượng đài người ta đang khu vực công sở. Thế là sau khi ra khỏi khu vực tượng đài đó thì là cách đấy vài trăm mét ấy, thì là dân người ta xuống vào người ta đánh cái thằng Dũng xe ôm ấy. Cái chỗ đấy là khu tượng đài Lý Thái Tổ là người ta đang tu sửa, tức là rất là nguy hiểm, người ta không muốn cho những người đó đứng ở gần đó sẽ gây nguy hiểm. Theo tôi thế này, lúc mà nhân dân, quần chúng nhân dân người ta phát hiện được, người ta báo chúng tôi, người ta cũng nói với chúng tôi thì lúc đó là tượng đài Lý Thái Tổ đang xây dựng cho là dàn giáo dàn rất là đang đấy rất là nguy hiểm cho những người đến gần. Cho nên vì vậy cho nên cái bọn là dân chủ cụi này nó đến lần đầu tiên nó đến ấy thì là những người công nhân người ta làm đấy, người ta đuổi đi rồi, người ta bảo là đi ra chỗ khác để người ta làm, không may ra xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà bọn chúng vẫn cứ ở đấy, họ đuổi một lúc thì mới đi, đã đi rồi thì nhân dân người ta không nói gì rồi, thấy đi rồi đến lúc nó lại quay lại lần thứ hai, cố tình quay lại lần thứ hai rồi trăng băng rôn khẩu hiệu và định là chụp ảnh quay phim đấy. Thì bây giờ người dân người ta bức xúc và người ta ra người ta đuổi đi rồi thì người ta đi theo, chúng tôi cũng đi theo thì đi ra được khoảng tầm vài trăm mét thì đó, thì hơn trăm mét hay vài trăm mét đấy thì là dân, có một số người dân đấy người ta bức xúc quá, người ta nhảy vào người ta đánh.
À, đánh thì người ta chỉ đấm đá bằng chân tay thôi, chứ không thể có cái dùng cái gì. Bác có nghe người ta nói gì ạ? Trong quá trình mà ta chấn áp, ta nói gì ạ? À, trong chấn áp người ta nói rằng là cái bọn dân tộc Cụi này lần sau không được bén mảng ra ngoài này nữa. Đây là cái nơi thờ cúng thiêng liêng của đất nước, chứ không phải là nơi của nhà vua, chứ không phải là cái nơi mà để là tưởng niệm của các tử sĩ hay là liệt sĩ ở đây. Đấy, các tử sĩ liệt sĩ thì đã có nghĩa trang, thì ra nghĩa trang mà tưởng niệm. Còn ra cái chỗ tượng đài nhà vua này là nơi linh thiêng của thủ đô, cho vì vậy họ bức xúc đấy, bọn dân Cụi này. Đấy, theo tôi nó là như thế. Vâng, thưa các bác, thế thì theo các bác thì nhận định thì trong năm nay sắp tới là 17 tháng 2 ngày chiến tranh biên giới phía Bắc, thì các bác có tiếp tục ra đây không, và nhận định là chúng có thể làm cho gì không ạ? À, nói chung là những cái ngày mà bọn chúng có khả năng mà đi biểu tình thì quần chúng anh em ở ngoài này chúng tôi là rất là đông, và những ngày đó là chúng tôi thường chúng tôi có mặt sẵn sàng coi như là để coi như là chấn áp cái bọn dân chủ Cụi này. Nếu như chúng có hô hào biểu tình hay quay phim chụp ảnh để đưa lên những cái thông tin phản động cho bọn là lấy bên chống phá đất nước, là chúng tôi sẵn sàng chúng tôi chấn áp ngay. Còn họ ra chơi mà vui chơi bình thường như mọi người khác thì chúng tôi không có vấn đề gì cả. Nếu như họ giở những cái trò như băng rôn khẩu hiệu hoặc là quay phim chụp ảnh để đưa lên những cái nơi những trang phản động để cho bọn phản động để xuyên tạc phá rối đất nước, là chúng tôi rất khoát chúng tôi sẽ chấn áp vào họ, không được. Cho họ coi như là hành xử. Vâng, ý bác ở đây là nếu mà chúng dơ các băng rôn khẩu hiệu phản động xuyên tạc, đúng không ạ, thì các bác là người dân sẽ có tiếng nói và góp phần để giữ bình yên cho khu vực tượng đài vào ngày cuối tuần cho bà con vui chơi, đúng không ạ? Đúng vậy, chúng tôi chỉ là nếu như họ ra đây á, là họ vui chơi như những người bình thường, chỉ là vui chơi giải trí ở những cái nơi công cộng như bờ hồ là nơi vui chơi giải trí này thì chúng tôi không nói làm gì. Nhưng họ ra đây mà có ý đồ mà răng băng rôn khẩu hiệu hoặc là quay phim ở những nơi chưa tượng đài Lý Thái Tổ để có mục đích đưa lên những cái đài phản động cho bọn chúng xuyên tạc của đất nước, là chúng tôi rất khoan là chúng tôi không để cho họ quay phim chuẩn như thế. Nhân dân họ cũng không để chịu để như thế, vì nhân dân ở bờ hồ ở đất Hà Nội này là họ rất ghét cái những cái đài phản động đó đưa lên những tin và đăng lên những cái tin coi như là để chống phá đất nước và nói xấu xuyên tạc của đất nước, là ở Hà Nội này họ không nghe rất khoát là họ phải chống đối thế thôi. Cảm ơn các bác. Vâng, có một cái chi tiết rất là thú vị là khi Bảo Trâm cũng ra quan sát ở tượng đài thì có một bác hiếu chí đi cùng một đứa cháu nhỏ, mà bác đó đã thể hiện cái thái độ phản đối cái đám Trương Văn Dũng cùng Thúy Hạnh khi mà ở tượng đài, và bác đó có xui gọi là sai đứa cháu nhỏ khoảng 5-6 tuổi ra phá vào nó. Bằng hình ảnh và lời nói của bác hiếu chí đó ở gần khu vực sống ở gần khu vực tượng đài, Bảo Trâm đã ghi được hình và sẽ lồng vào trong cái bài phỏng vấn này để cho bà con rõ hơn, cái để cho mọi người thấy rõ hơn là bà con nhân dân khu vực bờ hồ rất bức xúc với cả cái đám phản động này. Trước khi kết thúc cái video này, các bác có ý kiến gì cuối cùng gửi gắm đến đám phản động không ạ? Đấy, theo như tôi là này, là không cứ gì cái bác hiếu chí đó mà tất cả những dân ở bờ đã chung quanh bờ hồ này, vào những người già như thường thường họ ra bờ hồ này hàng ngày, họ nhìn thấy cái bọn dân chủ Cụi này là họ rất là ghét. Đấy, họ rất là bức xúc. Đấy, họ sẵn sàng mà bảo chúng tôi là phải chấn áp bọn đó đi, không để cho chúng nó phá rối ở đất bờ hồ này. Đấy, rất là nhiều người chứ không phải là một vài bác hưu trí đó. Đấy, có rất nhiều người, những ông bà già, họ nhìn thấy những bọn này họ nhận ra mặt ra, vì bọn chúng đã nhiều lần ra đây phá rối nhiều lần, vì đấy là họ nhìn thấy mặt họ bảo chúng tôi ngay. Đấy, là chúng tôi sẵn sàng đi theo dõi nếu như có hành động gì, ví dụ như là chỉ cần trăng cái băng rôn khẩu hiệu hay là lá cờ ba que, hay là có hình thức quay phim chụp ảnh ở những nơi này, là chúng tôi coi như sẽ xử lý luôn, không để cho chúng coi như là làm những việc như thế để đưa số đất nước. Vâng, cảm ơn các bác vì cái cuộc trò chuyện trao đổi này.